thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Liệu có mối liên hệ nào giữa việc theo học ngành tâm lý học và việc nuôi dưỡng hạnh phúc trong cuộc sống của mình hay không? Em thì trước khi em đặt câu hỏi này cho chị á, thì trong đầu em lúc nào nó cũng có một cái dấu hỏi chấm rất to. Đấy là liệu những người học ngành tâm lý, cái niềm hạnh phúc cho họ nó có lâu dài và nó có bền vững hơn những người bình thường không? Bởi vì theo em, những gì em hiểu về ngành tâm lý là đấy, như chị vừa nói là học về tâm lý, học về hành vi. Và khi mà chị hiểu về hành vi của con người, của mọi người xung quanh và bản thân chị rồi, thì có thực sự là chị sẽ trở nên hạnh phúc hơn không chị? Từ đầu tiên chị sẽ nói về trải nghiệm cá nhân trước. Trước khi sử dụng những cái kiến thức trong tâm lý học để trả lời câu hỏi này, bởi vì bản thân chị cũng là một người có đi tham vấn, tức là chị có đi làm thân chủ. Một tháng chị sẽ đi tham vấn khoảng 1-2 lần. Và có những đợt nào mà chị cảm thấy quá là căng thẳng và mệt mỏi thì một tuần chị sẽ đi một lần. Bởi vì thực ra cảm xúc nó cũng sẽ đến theo cơn, kể cả người làm tâm lý cũng thế thôi. Chứ không phải làm tâm lý lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc, mà chẳng qua là sẽ có những lúc buồn, sẽ có những lúc có những cảm xúc mà mình cảm thấy khó khăn, mình cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chẳng qua mình làm tâm lý thì mình biết mình phải ứng phó với những cái cảm xúc đấy như thế nào. Còn để sử dụng những cái kiến thức tâm lý học trả lời câu hỏi này ấy, thì đầu tiên mình phải định nghĩa là cái sự hạnh phúc đối với mình là gì. Cái từ hạnh phúc nó có ý nghĩa rất là khác nhau đối với nhiều người khác nhau. Ví dụ đối với chị, hạnh phúc nó đơn giản chỉ là đi ra ngoài đường, hôm nay mình thấy trời nắng, mình thấy cây lá rung rinh, chim hót líu lo là chị đã rất là hạnh phúc rồi. Nhưng mà có những người hạnh phúc của họ sẽ phải là có thật là nhiều tiền, có địa vị cao trong xã hội, có thật là nhiều bạn bè, có một người yêu thật là hoàn mỹ. Thì mỗi người sẽ có một khái niệm hạnh phúc khác nhau. Và thứ hai, sau khi mình có được khái niệm của mình rồi, mỗi người làm trong ngành tâm lý họ cũng phải xem là họ ứng dụng kiến thức tâm lý vào đời sống như thế nào. Tại vì có rất là nhiều người, như là bác sĩ đấy, không phải là bác sĩ nào cũng healthy, không phải bác sĩ nào cũng không có bất kỳ bệnh tật gì. Mà rõ ràng là bác sĩ họ biết là họ phải làm gì để phòng ngừa và để chữa bệnh, nhưng họ không làm. Thì tương tự đối với những người làm tâm lý cũng như vậy, họ có kiến thức rồi, nhưng họ có thật sự ứng dụng vào cuộc sống của họ hàng ngày không, trong tất cả các mối quan hệ hay không, trong từng giây từng phút hay không, thì đấy lại là một vấn đề khác. Còn để nói về mối quan hệ của tâm lý học với cả sự hạnh phúc thì nó rất là dài, không biết là em có sẵn sàng để nghe không ạ? Dạ, em luôn sẵn sàng. Hạnh phúc hả chị? Rồi, ok. Không? Chủ đề này nó cực kỳ thú vị luôn. Tại vì trong tâm lý học nó có rất nhiều phân nhánh nhỏ, nó có rất nhiều chủ đề nhỏ. Mỗi chủ đề lại nghiên cứu về một vấn đề khác nhau. Thì trong tâm lý học có tâm lý học nhận thức này, nghiên cứu về các tiến trình tư duy, tâm lý học thần kinh, nghiên cứu về não bộ, tâm lý học phát triển, nghiên cứu về sự phát triển tâm sinh lý của con người trong suốt cả cuộc đời. Tâm lý học tiến hóa, nghiên cứu về mối quan hệ giữa cái nếp cảm xúc, nhận thức, suy nghĩ, hành vi, tâm lý của mình trong cái tiến trình lịch sử, trong cái tiến trình tiến hóa, nó có vai trò gì trong tiến hóa. Tâm lý học tính cách, nghiên cứu về các đặc điểm tính cách khác nhau của con người trong các bối cảnh khác nhau. Tâm lý học xã hội, nghiên cứu về mối tương quan của con người với xã hội xung quanh. Tâm lý học nhân bản là tiền thân của tâm lý học tích cực, nghiên cứu về những thứ khiến con người hạnh phúc. Tức là không chỉ nghiên cứu về, không chỉ quan tâm đến những thứ giúp con người thoát khỏi buồn khổ, mà còn chỉ ra những thứ khiến con người trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó, thì nó có rất nhiều các chủ đề nhỏ khác nhau. Và mỗi cái phân ngành đấy nó lại cho mình một cái góc nhìn nhỏ hơn, một cái mảnh ghép nhỏ hơn trong cái bức tranh hạnh phúc nói chung. Ví dụ là tâm lý học nhận thức thì sẽ giúp mình tư duy hiệu quả hơn này, nhận diện này, giải thích được nguyên nhân và biết cách thay đổi những cái nhận thức sai lệch khiến mình khổ đau. Và giúp mình hiểu được cái tiến trình cảm nhận sự hạnh phúc. Tại vì bình thường mình nói hạnh phúc là một khái niệm gì đấy nó rất là trừu tượng, nhưng mình có thật sự mình cảm nhận được nó trong người không? Khi mình hạnh phúc thì người mình như thế nào? Mặt mình nó nóng lên hay là như thế nào? Trái tim mình như thế nào? Bụng mình có bướm bay à hay là như thế nào? Đó, thì tâm lý học nhận thức nó chính là cái phân ngành giúp mình hiểu và mình chỉ ra được những cái dấu hiệu của sự hạnh phúc đấy. Để kể cả trong cuộc sống hàng ngày, mình rất nhiều lúc mình bỏ quên sự hạnh phúc.
sau khi biết những kiến thức đó thì đôi khi mình sẽ sống chậm lại hơn một chút, mình sẽ quan sát nhiều hơn một chút và mình sẽ ít bỏ qua những sự hạnh phúc nhỏ nhặt từng ngày. Và mình cũng đặt ra những cái câu hỏi mang tính chất hiện sinh hơn về trải nghiệm sống và sự tồn tại của bản thân. Nhiều người sẽ nghĩ đây là một cái hoạt động rất là mệt. Tôi ở đây để làm gì? Mục tiêu của tôi trong cuộc sống để làm gì? Nhiều khi nó mệt, nhưng chính cái câu hỏi đấy nó mới là câu hỏi để gợi mở ra sự hạnh phúc, để mình có một cái ý niệm về như thế nào là hạnh phúc, điều gì khiến tôi hạnh phúc. Đó, đấy là về tâm trạng nhận thức. Còn tâm trạng nhận thần kinh lại cho rằng sự khổ đau hay sự hạnh phúc hay bất kỳ cảm xúc nào lại chỉ là một sản phẩm của những cái chất dẫn truyền thần kinh trong não và những cái tương tác của các tế bào trong não. Thì từ những cái kiến thức tâm lý học thần kinh này, mình sẽ có thể can thiệp không dao kéo vào cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của mình bằng cách thay đổi những cái chất dẫn truyền thần kinh trong não. Ví dụ như là mình đi tập thể dục thôi là mình đã hạnh phúc hơn rất là nhiều, vì khi ấy não tiết ra endorphin, mình cảm thấy hưng phấn. Khi mình gặp một người nào đấy mình thích thì người mình có oxytocin, đó chính là lúc mình hạnh phúc. Còn tâm lý học phát triển thì sẽ cho mình một cái nhìn bao quát hơn về cả cái tiến trình của một đời người. Họ sẽ cho mình biết là giai đoạn nào là mình có thể gặp khủng hoảng, khi nào là mình có thể gặp buồn đau. Ví dụ như là khi trẻ bắt đầu vào 3 tuổi đi học mẫu giáo là nó đã trải qua một khủng hoảng, khi ấy nó sẽ bớt hạnh phúc đi một tí. Hoặc là khi tầm tuổi chị em mình ở độ tuổi 25 thì sẽ có quarter life crisis, khủng hoảng tuổi 1/4 cuộc đời, Khủng hoảng đúng từ lúc mở mắt cho đến lúc nhắm mắt chị ơi. không? Rất là nhiều khủng hoảng trong cuộc sống. Thì tâm lý học phát triển nó không giúp mình tránh, nó không giúp mình loại bỏ hoàn toàn khủng hoảng trong cuộc sống, nhưng nó sẽ cho mình một cái glimpse, tức là một cái nhìn như kiểu mình tí hí, mình nhìn một chút là ok, khủng hoảng nó sẽ trông như này đây, thì mình sẽ chuẩn bị tốt hơn, mình sẽ đỡ đỡ bỡ ngỡ hơn. Khi mình gặp nó thì mình cũng ok, nên mình đã từng đọc về nó rồi, bây giờ mình phải làm như này để mình cân bằng cảm xúc, để mình tin tưởng vào bản thân, để mình tìm hiểu bản thân mình, để mình đỡ cảm thấy khó chịu ở trong lòng hơn. Đó, đấy chính là mối quan hệ của tâm lý học phát triển về nhận thức. Còn về tâm lý học tiến hóa, về tâm lý học tiến hóa thì nó sẽ cho mình hiểu là những cái cảm xúc tiêu cực mà mình hay cố gắng né tránh ấy, nó có vai trò gì đối với sự sinh tồn và sự sinh sản của loài người. Ví dụ như mình hay nhìn nỗi buồn là một cái gì đấy rất là tôi không muốn, nhưng không, thực ra mình phải có nỗi buồn thì mình mới nhận ra là cái gì mới là quan trọng đối với tôi. Tại ví dụ như giả sử mình là người tiền sử đi và mình đang quan hệ tình dục với rất nhiều người trong cùng một bộ lạc, và mình chẳng có cảm xúc gì nếu mà mình không có cảm xúc gì, mình không cảm thấy buồn, mình không cảm thấy nhớ khi một người nào đấy vừa rời đi, thì mình không thể biết là cái anh nào là cái anh nào trong số tất cả các anh này là cái người mà tôi thật sự có cảm tình đó. Hoặc là ví dụ như sự tức giận, nếu mà mình không có sự tức giận thì làm sao mình thể hiện được với đồng loại của mình rằng tôi đang khó chịu đấy, đừng làm như thế nữa, làm như thế nữa là tôi đánh đấy. Đấy chính là vai trò của sự tức giận. Còn cảm xúc tiêu cực gì nữa mà mọi người hay muốn tránh né nhỉ? Nỗi sợ, Lo âu. lo Ừ đấy, nỗi sợ, lo âu, không biết là chuyện gì sẽ xảy ghen ra. Thì ghen tuông rất hay. Thì chính cái sự lo âu, chính cái sự sợ hãi trước tương lai là cái thứ cảm xúc mà giúp mình sẽ chuẩn bị cho tương lai tốt hơn. Nếu mà mình không bao giờ biết sợ, mình nhìn cái gì mình cũng muốn lao đầu vào, thì rõ ràng là cái tiến trình tiến hóa của mình nó sẽ kết thúc hơi sớm. Và sự ghen lọc tuông tự nó nhiên cũng đúng là không một chị? cái biểu hiện để cho, đúng rồi, nó chính là một sản phẩm của tiến trình chọn lọc tự nhiên. Thì kể cả sự ghen tuông nó cũng thế, nếu mà mình không có sự ghen tuông thì làm sao mà đối phương của mình biết là tôi đang có tình cảm với bạn và tôi muốn bạn ở lại trong mối quan hệ này. Làm sao họ biết được là mình trân trọng họ như thế nào nếu mà mình không thể hiện ra là mình ghen tuông. Còn đương nhiên cái cách thể hiện của mình như nào thì nó lại là một câu chuyện khác. Đó, thì đấy chính là tâm lý học tiến hóa. Từ những kiến thức đấy thì mình sẽ có một cái nhìn nó khách quan hơn và mình sẽ không bị bực mình khi những cái sản phẩm của tiến trình tiến hóa không như ý mình nó xảy ra, và mình sẽ không cố gắng kiểm soát những thứ mà nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Và tiếp theo đấy là tâm lý học tính cách này, thì mình sẽ dễ hiểu này, mình sẽ dễ tha thứ, mình sẽ dễ thông cảm hơn cho mọi người, vì mình biết là mình gọi tên được những cái đặc điểm tính cách của người ta, mình hiểu được cách
tương tác giữa những cái nét tính cách đấy với cái môi trường của họ. Ví dụ như mình sẽ không cảm thấy khó chịu với một người hướng nội khi họ ở trong một cái bữa tiệc và họ có vẻ là hơi hơi xa cách với mọi người, hơi khó chịu, thậm chí là không thoải mái, thì mình sẽ hiểu à, ok, bạn là một người hướng nội và có thể là bạn đang không cảm thấy thoải mái trong cái môi trường này, thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận họ hơn thay vì mình ra mình cáu với họ và mình yêu cầu họ phải làm theo cái hướng của mình. Thì từ đấy mình sẽ lựa chọn này, mình sẽ xây dựng được một cái môi trường sống và làm việc vui vẻ, hiệu quả hơn cho cả mình và cho cả những người xung quanh. Thì đấy chính là môi trường để cảm xúc nảy sinh, môi trường cho sự hạnh phúc được nuôi dưỡng. Và tiếp theo đó là tâm lập xã hội này, thì mình sẽ hiểu hơn được mối tương quan của mình với cả xã hội. Tại vì trái đất có đến tận 8 tỷ người cơ. Cái sự hạnh phúc của mình nó không tồn tại độc lập, mà nó tồn tại trong mối tương quan với gia đình, với bạn bè, với nhà trường, lớn hơn là với đất nước, lớn hơn nữa là với châu lục, và lớn hơn nữa là trong mối tương quan giữa nhiều nhóm người với nhau. Khi mà mình hiểu được những cái mối tương quan đấy từ lớn đến nhỏ thì mình sẽ biết cách sống hòa hợp hơn với bầy đàn của mình. Tại vì bản chất mình vẫn là một loài động vật xã hội thôi mà. Mình là một loài động vật sống theo bầy đàn. Mình không thể nào hạnh phúc nếu không có bầy đàn của mình được. Và cuối cùng đấy chính là tâm lý học Nhật Bản, cũng đồng thời là cái ngành, phân ngành của tâm lý học mà chị thích nhất. Thì tâm lý học Nhật Bản mọi người thường biết tới nó qua mô hình tháp nhu cầu của Maslow. Không biết là Quỳnh đã nghe qua chưa? Dạ, nhìn mặt này chắc là nghe nhiều lắm rồi, học thuộc rồi đúng không? Dạ vâng, ở trường thì cô cũng giới thiệu suốt. Cho những ai chưa biết tháp nhu cầu của Maslow, basically, đơn giản, nó là một cái mô hình gồm 5 tầng, gần đây thì nó lên thêm tầng 6. Nói về những cái nhu cầu của con người từ căn bản cho đến những cái nhu cầu cao siêu hơn. Nhu cầu căn bản nhất, ví dụ như chỉ có ăn, uống, ngủ, nghỉ. Nhu cầu cao hơn một chút nữa là nhu cầu được kết nối. Nhu cầu cao hơn một chút nữa là nhu cầu sáng tạo. Nhu cầu cao hơn một chút nữa là nhu cầu được trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Thì những cái nghiên cứu và những cái lý thuyết xuất phát từ cái ngành tâm học Nhật Bản này, nó không tập trung vào việc giúp ta bớt buồn hơn, giúp ta bớt tiêu cực hơn, giúp ta thoát khỏi những cái khổ đau, mà nó còn giúp ta trở thành một cái phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Tức là nó nghiên cứu những cái yếu tố nào giúp mình làm việc hiệu quả nhất, yếu tố nào giúp mình phát huy hết tiềm năng của mình. Tức là nó sẽ đẩy mình đi xa hơn trong cái tiến trình hạnh phúc so với những cái phân ngành khác của tâm lý học. Thì đây chính là cái phân ngành tâm lý học mà chị cực kỳ thích thú và cực kỳ tâm đắc. Dạ. Đó, thì nhìn chung mối quan hệ giữa tâm lý học và hạnh phúc nó khá là thú vị và nó cũng rất là nhiều màu sắc. Hy vọng là qua cái chia sẻ ngắn ngắn này, mọi người có nhiều động lực hơn để tìm hiểu về tâm lý học, cũng như là để thay đổi cuộc sống của mình một chút như thế nào đấy, để nó hạnh phúc hơn, đúng với tinh thần của ngày lễ hạnh phúc. Dạ. Với những gì chị vừa chia sẻ thì em có thể hiểu là không nhất thiết là bạn phải học quá chuyên sâu về tâm lý học, nhưng mà chỉ cần bạn có quan tâm tới ngành này và có tìm hiểu thì chắc chắn là những kiến thức mà bạn sẽ học được giúp bạn có những cái quan sát nó tinh tế hơn về cuộc sống và giúp bạn điều chỉnh hành vi mình một cách phù hợp hơn dựa trên những cái gọi là nghiên cứu từ khoa học rồi. Và đúng là em nghĩ là không thể nói là cứ học tâm lý học thì bạn sẽ hạnh phúc. Điều quan trọng là bạn thực hành những gì bạn học và những gì bạn nghiên cứu vào cuộc sống của mình như thế nào. Đúng chị? Chị mong mọi người luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn, luôn bình tâm, trân trọng những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Và chị tin rằng sự bình an luôn có ở trong mỗi chúng ta, và quan trọng là chúng ta vượt qua khỏi những cái tham sân si của cuộc sống để chúng ta tìm lại về sự bình an trong chính bản thân mình thôi. Và mọi người cũng đừng ngại tìm hiểu về tâm lý. Nghe thì có vẻ rất là mông lung đấy, nhưng mà đảm bảo là khi mọi người bắt đầu đến với bất kỳ kiến thức tâm lý nào là mọi người sẽ bị cuốn vào nó luôn. Thế nên là mọi người đừng ngại tìm hiểu. Hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người trong các chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.